chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng quốc anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta trong chủ đề của video ngày hôm nay quốc anh chia sẻ về chủ đề bạn có đang sống trong rung động của tình yêu hay không và chính nhờ vào rung động của tình yêu bạn cảm nhận được tình yêu của mình dành cho một người nào đó bạn có thấy mình dành thời gian cho mọi người vì bạn thích năng lượng mà họ đang tỏa ra đa hay không mọi người ở lại công việc cộng đồng và các mối quan hệ với rung cảm mà họ cho là cao và tích cực đối với tình yêu cũng vậy đó là sự rung động mà chúng ta cảm nhận được bên trong mình và từ những người khác vì tình yêu là một sự rung động nó có mức cao mức thấp và tần số nhận ra sự rung động của mình khiến bạn dần thức được tình yêu mà bạn dành cho người khác khi bạn yêu một ai đó bạn có thể bộc lộ những suy nghĩ cảm xúc cùng một nhịp điệu khi bạn đạt được sự nhất quán trong các rung động của mình và phát ra các rung động cao hơn bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn việc đưa ra quyết định và giải pháp sẽ dễ dàng hơn vì sự phân biệt của bạn rõ ràng bạn cũng có thời gian dễ dàng hơn trong việc điều chỉnh các thái độ và cảm xúc tiêu cực như thất vọng lo lắng thiếu kiên nhẫn và căng thẳng mãn tính làm căng thẳng lý trí của bạn nhìn chung bạn sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn khi rung động của bạn cao hơn tuy nhiên thật khó để duy trì một luồng rung động cao liên tục nếu bạn mô tả tình yêu thương là sự kết hợp của các phẩm chất như chăm sóc chu đáo tình cảm lòng tốt lòng biết ơn và lòng trắc ẩn thì bạn sẽ cảm nhận được nhiều tình yêu hơn và yêu thương nhiều hơn khi những phẩm chất này bao quanh bạn để trải nghiệm và để đáp lại tình yêu có nghĩa là bạn cần phải yêu và cảm thấy được yêu rung động của bạn vẫn ở mức cao và thái độ của bạn sẽ tự động nâng lên khi thái độ của bạn tích cực khả năng phán đoán và lương tâm của bạn sáng suốt theo quy luật rung động mọi thứ trong vũ trụ bao gồm cả tình yêu đều tạo ra sống mỗi sống có tần số của nó khi bạn tìm thấy ai đó ở cùng tần số với mình bạn có thể cho và nhận tình yêu thương một cách bình đẳng đôi khi tần số của bạn là không giống với người khác bạn sẽ thấy mình đang phát triển nhanh hơn các mối quan hệ nhất định bởi vì bạn không còn hoạt động với tần số của họ bạn cũng có thể thấy rằng các rung động của bạn ở tần số cao hơn và không thể chứa tần số thấp hơn rung động thấp đến từ cảm giác tức giận thịnh nộ không công bằng và sợ hãi sự rung động liên tục tách mình khỏi những điều kiện bên ngoài tạo ra môi trường cho tình yêu vô điều kiện khi bạn yêu vô điều kiện những rung động của bạn không phụ thuộc vào những điều kiện giới hạn sẵn có hay yêu cầu của người khác yêu thương vô điều kiện là quan tâm đến tất cả chúng sinh và đổi lại khuyến khích sự chữa lành và chuyển đổi tích cực trong xã hội của bạn những lợi ích của việc làm rung động tình yêu của bạn tăng lên tăng sự tử tế và quan tâm đến những người xung quanh bạn, cảm thấy rõ ràng hơn trong các lựa chọn và quyết định của mình, có sự hài lòng giữa tâm trí và cảm xúc của bạn. Bạn làm chệt thướng những cảm xúc tiêu cực như thất vọng, cố chấp và thiếu kiên nhẫn. Khả năng chống chọi với nỗi sợ hãi và sự thiếu tự tin của bạn nâng cao. Bạn nâng những người xung quanh lên rung động cao hơn dành thời gian để suy ngẫm về những rung động của bạn và chuẩn bị suy nghĩ của bạn đòi hỏi một môi trường yên tĩnh và thanh bình. Luật hấp dẫn có nghĩa là sống trong rung động tình yêu. Đây không chỉ là quy luật hấp dẫn mà còn là quy luật của cuộc sống. Nếu chúng ta muốn điều tốt hiển hiện cho chúng ta, chúng ta phải cam kết bản thân cảm thấy tốt, làm điều tốt. Phước lành của vũ trụ chảy qua chúng ta khi chúng ta sống trong sự rung động của tình yêu năng lượng của chúng ta cộng hưởng ở tần số cao và chúng ta thể hiện những đức tính của từ bi tha thứ khoan dung tôn trọng rộng lượng vui vẻ hòa bình tất cả những gì truyền cảm hứng sức mạnh và nâng cao cuộc sống sự rung động của tình yêu nâng chúng ta lên một trạng thái ý thức cao hơn và giải phóng chúng ta khỏi những suy nghĩ cảm xúc và trở thành nạn nhân của chúng ta đã qua rồi mọi nỗi sợ hãi cảm giác tội lỗi phán xét tham lam đố kỵ kiêu ngạo sự bướng bỉnh của bản ngã cần phải đúng sự phẫn nộ của tinh thần mất đi quyền lực của chúng đối với chúng ta thoát khỏi hành trang của sự tiêu cực và suy nghĩ hạn chế chúng ta bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng hơn và tỏa sáng hơn chúng ta trở thành nam châm thu hút những điều tốt đẹp của chúng ta sống trong rung động tình yêu có nghĩa là giữ cho bản ngã tính cách của chúng ta luôn kiểm soát khi chúng ta liên hệ với mọi người và hoàn cảnh cái tôi của chúng ta dễ dàng đấm chìm trong những kịch tính của cuộc sống chúng ta đầu tư năng lượng tình cảm và thể chất để nâng cao bản ngã thông qua sự vượt trội danh vọng và địa vị ý thức cao hơn của chúng ta quan sát nó trải nghiệm cuộc sống nhưng không bị chi phối bởi nó nó công nhận cuộc sống là sự mở ra của một kế hoạch thần thánh sự phát triển của tinh thần bên trong hình thức linh hồn hiểu được rằng tất cả mọi thứ đều hợp tác với nhau để có lợi khi sống trong rung động của tình yêu chúng ta biết rằng tất cả các khía cạnh của cuộc sống đều được kết nối với nhau và rằng mỗi chúng ta đều có tiềm năng để trở nên toàn vẹn kết nối có nghĩa là mọi sự hiện diện trên hành tinh này con người động vật thực vật khoáng vật là một biểu hiện độc nhất của vũ trụ và tất cả chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau không có sự ngăn cách tất cả chúng ta đều là tế bào của vũ trụ và điều gì ảnh hưởng đến một người ảnh hưởng đến tất cả chúng ta mặt khác sự toàn vẹn có nghĩa là hoàn thiện với tư cách là một cá thể và hài hòa cân bằng ở tất cả các cấp độ của con người chúng ta cơ thể tâm trí và tinh thần toàn vẹn có nghĩa là thu thập và chữa lành những mảnh vỡ của chúng ta những phần của bản thân chúng ta bị ngắt kết nối với vũ trụ sự tan vỡ của chúng ta thường là do cảm giác không xứng đáng và nỗi đau từ quá khứ sống trong rung động tình yêu giúp chúng ta tập trung vào giây phút hiện tại kết nối và đồng nhất với chính mình và tất cả những gì hiện hữu một số người được sinh ra với tình yêu rung động cao và những người khác may mắn lớn lên trong đó tuy nhiên hầu hết chúng ta đều phải vượt qua nhiều khó khăn để có thể trải nghiệm đầy đủ sự vượt qua này là quá trình biến đổi cá nhân hoặc quá trình trở nên kết nối và toàn bộ. Sống trong sự rung động của tình yêu là quyền bẩm sinh của chúng ta. Nó đặt ra ý định cho mỗi ngày, thái độ hành động cho mọi tương tác, đơn thú cho mọi bệnh tật và hy vọng cho mọi hoàn cảnh. Trong trạng thái hiện hữu này, chúng ta tập trung vào suy nghĩ, lời nói và việc làm. Chúng ta chiếu tần số cao của tình yêu và ánh sáng và nó quay trở lại với chúng ta đây là luật hấp dẫn bởi vì sự rung động tình yêu đòi hỏi cá tính bản ngã của chúng ta phải đầu hàng linh hồn chúng ta thoát ra khỏi con đường của chính mình con đường của chúng ta đã được dọn sạch chúng ta gặp những người và tình huống truyền cảm hứng cho chúng ta và hướng dẫn chúng ta đến việc thực hiện tiềm năng và đam mê của mình chúng ta đang ở trong dòng chảy của cuộc sống vai trò của chúng ta chuyển từ phản ứng sang xử lý chúng ta được trao quyền bạn biết khi nào bạn đang sống trong rung động tình yêu vì bạn có thể cảm nhận được nó đó là một cảm giác kết nối toàn vẹn nhẹ nhàng và mở rộng thiền định những điều kỳ diệu của thiên nhiên cảm xúc sung sướng và những nơi có vẻ đẹp tuyệt vời có thể mang lại cho chúng ta những cảm giác hạnh phúc tương tự để liên tục sống trong rung động tình yêu cần có sự cam kết và cảnh giác đáng kể tất cả đều quá dễ dàng trở thành nỗi sợ hãi sự phán xét hoặc tự cho mình là đúng chúng ta không cần phải phủ nhận hay lên án những điểm yếu của con người chúng ta mục tiêu là trở nên tích cực và để trí thông minh của trái tim hướng dẫn chúng ta cầu nguyện thiền định đọc sách truyền cảm hứng và phục vụ người khác đều là những cách tuyệt vời để thu hút sự kết nối, sự trọn vẹn và tình yêu thương. Những cách bạn có thể làm tăng trung động của tình yêu, tìm kiếm điều tốt ở mọi người và mọi thứ, mang lại niềm tin cho nghịch cảnh, biết ơn tất cả những gì chúng ta có. Dù đi trên bất kỳ con đường nào, hoặc có những mối quan hệ mâu thuẫn nào, chúng ta phải luôn dùng tình yêu thương để đón nhận tất cả. Tạo ra một không gian thiêng liêng của hòa bình và vẻ đẹp để làm mới tất cả mọi thứ. Chăm sóc sinh vật. Tình yêu là thần dược cho niềm vui và là liều thuốc giải độc cho nỗi đau. Tình yêu thổi bùng ngọn lửa đam mê của chúng ta. Tình yêu nâng chúng ta khỏi những giới hạn của chúng ta thành tiềm năng. Tình yêu vượt thời gian và không gian tình yêu vượt qua những khác biệt và định kiến tình yêu chữa lành tình yêu là sự rung động của thần bài ca của vũ trụ học cách sống trong rung động tình yêu là lý do tại sao chúng ta ở đây đó là mục đích cá nhân và tập thể của chúng ta đó là bí mật của cuộc sống được che giấu trong tầm nhìn rõ ràng khi chúng ta sống trong rung động tình yêu chúng ta sẽ thu hút những điều tốt đẹp và phước lành vào cuộc sống của mình và chúng ta sẽ hiểu được sứ mệnh thiêng liêng của mình trong đời sống này. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà quốc anh có đính kèm bên dưới mỗi video quốc anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại